Bộ Công an vào cuộc vụ nữ streamer xúc phạm lãnh đạo, động thái mới nhất của Milona khiến cộng đồng mạng bức xúc. Chiều ngày 26 tháng 6, đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã xác nhận rằng cơ quan đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer Milona để điều tra về hành vi phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao trên mạng xã hội. Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã giao thanh tra sở vào cuộc xem xét xử lý đối với nữ streamer có những phát ngôn thiếu chuẩn mực đang được lan truyền rầm rộ những ngày qua. Quy trình xác minh phải thận trọng, chính xác, đúng pháp luật cả nội dung và trình tự thủ tục, vị này cho hay. Được biết, sau khi cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích về lời nói gây xúc phạm của mình, thì vào tối ngày 26 tháng 8, Milona đã đăng bài trên trang cá nhân để gửi lời xin lỗi. Thế nhưng khi đọc lại nội dung, chưa ai nhận ra được sự ăn năn của streamer liên minh huyền thoại này. Hiện tại bài viết đã bị chủ nhân xóa đi, cô vẫn livestream bình thường và đăng các bài viết trên trang fanpage của mình nhưng để chế độ lọc bình luận. Mọi hành động của cô dường như đang thể hiện sự thách thức đối với cộng đồng mạng. Liệu đây là do cô quá tự tin, chưa nhận thức được rõ tính nghiêm trọng hay do cộng đồng mạng quá khắt khe đối với hành vi này? Dù chưa biết rõ hình phạt đối với trường hợp của nữ streamer là gì, thế nhưng đây cũng là bài học cho các thế hệ trẻ. Trong bối cảnh các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng không gian mạng ngày càng được hoàn thiện, trong đó có quy trình cụ thể trong việc xử lý các cá nhân tổ chức có lời nói xúc phạm, thì chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, nên suy nghĩ thật cẩn trọng trước khi phát ngôn để tránh tai bay vạ gió, ảnh hưởng đến cá nhân và cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!